Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ly nhé. Có một số bạn inbox cho Ly có đặt một số câu hỏi ấy, là làm thế nào để úp móng được bền đẹp này và không bị bè. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách úp móng làm sao để được on form và thật là bền nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ cho khách hàng ngâm tay và mình sẽ nhặt da trước nhé. Sau khi mà chúng ta đã nhặt da sạch cái phần da chết da thừa ở móng rồi ấy, thì mình sẽ sử dụng cái đầu mài khóe da nhé mọi người. Đầu mài khóe da và cái máy mài này, mình sẽ mài lại cái phần viền da ấy, để cho cái phần viền da của mình được sạch những cái phần lớp da ở dưới gầm móng, bên chân phần chân móng ấy. Thì như vậy thì cái chân móng của mình sẽ được tròn hơn. Và sau khi mình úp móng với mọi người thì cũng sẽ được bền hơn nhé. Mọi người sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nhá. Đẩy sát này và làm sao để cái viền da của mình thật là tròn chân nhá. Cái bước này thì nó sẽ là mình sẽ đi sạch được những cái phần da chết da thừa ở phần viền móng với mọi người, viền da ấy. Đảm bảo là sẽ không có cái phần da nào bám trên bề mặt móng nữa nhá. Sau cái bước mài khóe da ấy, thì mình sẽ thay cái đầu mài khóe da bằng cái đầu mài sần nha mọi người, để mình sẽ tạo cái độ nhám, độ sần trên toàn bộ bề mặt móng nhé. Mọi người lưu ý là mình sẽ nhám kỹ nha. Mình sẽ nhám kỹ toàn bộ móng này và mình cũng sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nữa, để cho cái phần viền da của mình được sạch nhé. Mọi người lưu ý là cái bước này của mình khá là quan trọng nhé. Cái bước này nó sẽ là cái bước giúp cái phần móng của mọi người ấy, sẽ bám cái phần móng úp ấy, sẽ bám được kỹ và thực chắc hơn nha. Mình sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nhé. Mọi người lưu ý là mình sẽ không ấn sâu cái đầu mài xuống đâu ạ. Mình nhám kỹ thì mình sẽ không ấn quá là sâu nhé, tránh là gây ra là tổn thương cái bề mặt móng của mình nha. Khi mà mọi người sơn treo này hay là đắp treo, đắp bột thì cũng vậy, mọi người cũng sẽ đảm bảo là cái bề mặt mà móng của mọi người sẽ được nhám nhé. Tại vì nếu như cái bề mặt móng của mình không đủ cái độ nhám ấy, thì cái lớp bột hay lớp treo nó sẽ không được bền đâu ạ. Và kể cả lớp móng úp này cũng vậy. Cái phần viền da ấy thì mọi người đẩy sát nhé, mọi người đẩy sát cho mọi người đừng ấn sâu xuống móng nhé. Cái phần móng, cái phần viền da ấy mọi người, phần chân móng ấy, nếu như mà mình bỏ qua cái phần chân móng mà mình không mài nhám đến thì cái lớp móng ấy mọi người, ở cái phần chân móng rất là dễ nó sẽ bị tách ra khỏi lớp móng của mình nhé. Nhưng mọi người lưu ý nha, mình sẽ nhám kỹ toàn bộ móng nhé, đảm bảo là không có cái phần nào nó mình sẽ bị bỏ thừa cái phần nào nha. Sau khi mà chúng ta đã nhám xong toàn bộ móng rồi này thì mình sẽ phủi sạch cái lớp bụi bám trên bề mặt móng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đo móng trước nhé. Mình sẽ chọn một cái móng thích hợp và nghiêng ra hai bên cạnh móng để đảm bảo là cái móng của mình được vừa nhé và sẽ không bị thiếu đi cái phần nào nha mọi người. Sau khi mà chúng ta đã đo xong phần móng này rồi thì mình sẽ sử dụng một cái rũa 80 nhé, có độ sần nhiều để mình sẽ chà nhám đi các cái phần bên cạnh móng này. Mọi người lưu ý là mình sẽ chỉ cần nhám cái chỗ mà mình dán lên phần móng thật của mình thôi nhé. Còn cái phần móng nào mà mọc dài ra bên ngoài thì mọi người đừng chà lên hai bên cạnh móng nhé, tránh đi trường hợp là sẽ bị mỏng cạnh móng, rất là dễ gãy đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ sử dụng keo nhé mọi người. Keo này thì để dán móng thì mình sẽ sử dụng keo Micbon nhé. Mình sẽ lấy một cái lượng keo để vào cái phần chân của cái móng móng úp ấy. Mọi người không nên lấy quá ít keo nhá. Sau đó thì khi mà mọi người gắn lên móng thì mình sẽ chúc cái móng úp xuống nha mọi người. Mình sẽ chúc cái móng úp xuống để tránh cái trường hợp là keo sẽ bị chảy ngược lại về cái phần đầu móng nhé. Để gắn cái móng úp lên trên móng thì mình sẽ gắn từ cái phần chân của móng thật của mình nhé. Bắt đầu mình sẽ gắn từ phần chân móng đổ dồn lên phần đầu móng nha mọi người. Thì khi mà mọi người gắn như vậy thì cái lớp keo ấy nó sẽ đổ dồn, nó sẽ tràn dần về cái phần đầu móng và nó sẽ không bị tràn về cái phần viền da của mình nhé.
làm sao để mình sẽ chặn được cái lớp keo đó, mọi người kiểm soát được cái lớp keo đó thì nó sẽ không bị tràn sang hai bên cạnh móng hay là tràn lên cái phần viền da nhé. Và vừa mình cũng sẽ làm tương tự như vậy với những cái móng còn lại nhá. Có một cái lưu ý là mọi người nếu như muốn cái móng úp của mình ý được gọn và được ôm form thì mọi người không nên chọn những cái móng úp nó bị to hơn và bè hơn so với cái móng tay thật của mình nhé. Một là mọi người nếu như mà cái móng to hơn một chút xíu thì mọi người có thể duỗi nhỏ lại cái móng úp phía bên ngoài. Hai là mọi người có thể chọn những cái móng nó nhỏ hơn một chút so với cái móng thật của mình nhé. Nhỏ hơn một chút thôi nha mọi người, nếu không thì sẽ bị thành khớp giữa cái phần móng úp và móng thật nhé. Tại vì lát nữa khi mà dán móng xong ấy thì mình sẽ còn phải giũ lại cái phần móng thật nữa. Nên là mình sẽ điều khiển và sẽ điều chỉnh được cái phần móng thật của mình làm sao để cho khớp lại với cái phần móng úp nha. Mọi người khi làm móng thì đảm bảo là trên cái bề mặt móng của mình sẽ không bị bụi nhá. Mình sẽ phủi bụi đi để được sạch cái phần bề mặt móng của mình nha. Cái phần rũa móng, cái tràn cái móng ở bên ngoài trước ấy, thì như vậy thì sẽ làm cho cái móng úp của mình khi dán lên móng thì sẽ được mỏng hơn ở cái phần tiếp xúc với phần móng thật của mình ý mọi người. Và khi cái móng úp của mình được mỏng hơn thì gắn lên móng của mình sẽ không bị quá là dày và nhìn nó sẽ được tự nhiên hơn nha. Mọi người đừng lấy quá ít keo nhé. Nếu như mà lấy quá ít keo thì cái móng của mình khi mà không đủ keo thì cái phần trong cái quá trình về sử dụng ấy, nước này chui vào, nước sẽ chui vào những cái phần khe mà bị thiếu cái keo ấy, thì như vậy là sẽ rất là dễ bị bong móng nhé. Và quan trọng là trong cái quá trình mọi người dán ấy, dán móng làm sao để keo không bị tràn này và được chắc nha. Đối với những cái móng nào mà hơi bị to hơn một chút so với móng thật của mình thì mình sẽ rũa luôn cái móng úp từ bên ngoài nhé. Để tránh cái trường hợp là sẽ gây bè cái móng tay của mình và khi mà đã dán lên rồi thì rất là khó rũa nha mọi người. Mình sẽ gạt keo nhé, mình sẽ gạt keo lên để cái phần chân của móng úp á. Và sau đó thì mình sẽ dán lên móng thật nhé. Đây mọi người có thấy không ạ, mình sẽ bắt đầu dán từ cái phần chân móng, hai phần chân móng tiếp xúc với nhau, sau đó thì sẽ dán đổ dồn về cái phần đầu móng nha. Riêng đối với móng cái thì móng cái của mình bao giờ thì nó cũng sẽ có một cái đường thẳng ở phía dưới phần chân móng ấy mọi người. Nên là ở cái móng úp này thì mình cũng sẽ chỉnh rũa để cái phần chân móng của móng úp sẽ được thẳng nhá. Thì như vậy thì nó sẽ khớp hơn với cái móng thật của mình nha. Keo lấy, khi lấy keo thì mọi người cũng không nên lấy quá là nhiều nhé. Nhiều keo thì sẽ rất là dễ là cái keo nó sẽ đổ dồn về cái phần đầu móng của mình ý. Thì như vậy sẽ tạo ra cảm giác rất là khó chịu nhé. Sau khi mà mình đã gắn xong móng úp rồi này, mình đã úp xong móng rồi thì chúng ta sẽ đến phần rũa móng nhé. Rũa móng ý thì mình cũng sẽ sử dụng luôn cây rũa 80 lúc nãy nha. Khi mà mình đã làm cái form cũng khá là ổn rồi mọi người, thì mọi người sẽ chỉ cần rũa qua cái phần móng thật và phần móng giả thôi nhé. Mình cũng sẽ đi rũa từ phần gầm móng đi lên này, để cho cái phần móng thật của mình ý, nó sẽ khớp với lại cái phần móng úp và nó sẽ không tạo thành cái khớp móng nhé. Và mình cũng sẽ rũa nhỏ lại hai bên móng úp nữa. Trong khi gắn thì mọi người lưu ý là mình cũng sẽ chỉnh luôn những cái móng lệch nhé. Những cái móng nào lệch thì mình cũng sẽ chỉnh luôn để cho nó sẽ được thẳng so với những cái móng còn lại nha. Cái form móng tròn thực ra này cũng khá là ok rồi mọi người, nên là mình sẽ chỉ cần rũa ở cái phần gầm móng khớp nối giữa cái phần móng úp và móng thật thôi. Sau đó thì mình sẽ chỉnh qua cái phần đầu móng để cho nét thôi, chứ mình sẽ không cần phải rũa quá nhiều nữa nhé. Mọi người lưu ý là khi rũa móng thì mình nên đi những cái đường rũa ngắn thôi nhé. Tại vì là mình đi những đường rũa ngắn thì mình sẽ chỉnh được cái móng của mình dễ hơn. Và nếu như mọi người đi những cái đường rũa quá là dài thì rất là dễ móng sẽ bị lệch nha. Và mọi người cũng không nên dùng quá nhiều lực để ấn cái cây rũa xuống dưới nhé. Nếu như mà mọi người dùng lực ấn cây rũa xuống dưới thì như vậy sẽ làm tổn thương cái phần da tay hai bên cạnh phần da tay của khách nha. Mình sẽ chỉ dùng lực để mình sẽ đẩy cái rũa lên và đẩy và kéo cái rũa xuống, tức là mình sẽ đi những đường rũa đều ấy mọi người, chứ mọi người không nên ấn cái cây rũa xuống dưới da nhé. Cái phần rũa này thì cái cách dùng lực của mọi người như thế nào cũng rất là quan trọng đấy ạ.
và mình sẽ tập làm sao để cái móng của mình ấy, nó sẽ ra được đúng cái form và mình sẽ giũ được nhanh hơn nhé. Đối với những cái móng nào mà mình cảm thấy là cái móng nó vẫn đang bị to và bị bé mọi người, thì mình sẽ giũa nhỏ cái phần móng thật và cái phần móng úp của mình lại nhé. Mình sẽ giũa, tức là mình sẽ giũa từ cái phần gập móng đi lên này, và càng đi lên vào cái phần bên trong cái phần móng thật như mọi người, thì mình sẽ dựng thẳng cái giũa lên thì mình sẽ giũa vào bên trong, thì như vậy thì cái móng của mình sẽ được nhỏ hơn nhé. Và khi giũa móng tròn thì mọi người cũng nhớ là mình sẽ giũa cả phần gập móng nữa nha. Sau khi mà mình đã giũa móng xong thì mình sẽ sử dụng cái máy mài nha mọi người, và cái đầu mài mịn này, thì mình sẽ mài cái phần viền da nhé, cái phần móng úp ấy, ở cái phần viền da của mình và cái phần chân móng nhé. Cái phần mài lần này thì mình sẽ để cái máy mài của mình như mọi người, cái chiều đi của máy mài nó sẽ ngược với lại cái chiều của mình nhé. Cái chiều quay của máy mài nó sẽ ngược lại so với cái chiều đi của mình, thì như vậy là mình sẽ mài được nhanh hơn này, dễ hơn, và như vậy sẽ không bị nóng cái móng tay của khách nhé. Nếu như mọi người để cái máy mài nó đi xuôi theo cái chiều tay đi của mình ý, thì như vậy thì mình mài nó sẽ không được nhiều này, mài nó móng rất là khó và nó sẽ không thể mỏng được cái móng úp xuống. Và có một điều nữa là như vậy sẽ rất là dễ sẽ gây ra là nóng cái phần móng tay của khách nhá. Nên mọi người lưu ý nhé, mình sẽ để ngược cái chiều quay của máy mài này, và sau đó thì mình sẽ đi một vòng từ cái phần cạnh móng bên này và một vòng để sang cái phần cạnh móng bên kia nhé. Làm như vậy thì sẽ giúp là cái móng úp của mọi người ấy sẽ mỏng hơn, và cái phần khớp nối ấy, phần chân móng thì nó sẽ mỏng, và như vậy thì trong cái quá trình mà mọc dài lên mọi người thì sẽ không tạo cái cảm giác là bị dày hay bị khó chịu nha. Mọi người sẽ mài sát vào phần chân móng nhé, và mình sẽ mài hết những cái phần viền của phần móng cái móng úp nhé. Và còn một lưu ý là mọi người lưu ý là mình sẽ chỉ giũa cái phần móng úp tiếp xúc với lại móng thật thôi nhé. Còn cái phần móng úp mà mọc dài ra thì mọi người đừng giũa nhé. Tại vì là nếu như giũa cái phần bên cạnh móng thì của cái phần móng mọc dài lên, thì như vậy thì cái móng của mọi người rất là dễ gãy đấy ạ. Mọi người mài như vậy thì khi mà mình mài ở hai bên cạnh móng ấy, thì như vậy thì cái sẽ giúp là hai bên cạnh móng của mình được mỏng hơn, và như vậy cái móng của mình cũng sẽ được ôm form hơn nhé. Và những cái móng nào mà vừa nãy mình dán móng nó có nhỏ hơn một chút xíu so với cái móng thật của mình ấy, thì ở cái phần này thì mình cũng sẽ mài sát vào xuống cái phần móng thật nhé, để hai cái phần lớp móng thì nó sẽ khớp lại với nhau nhá. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng puffer sần nha mọi người, để mình sẽ chà nhám đi toàn bộ móng này. Tại vì khi mà mình úp móng ấy thì sau cái lớp úp móng này thì mình sẽ sơn treo ấy, thì khi mà mình mài sần toàn bộ móng như vậy thì sẽ giúp là cái lớp sơn treo của mình sẽ bám được chắc hơn nha. Mọi người nhớ là mình sẽ sử dụng cái puffer sần nhé. Sau khi mà mình đã mài sần toàn bộ móng xong rồi thì mọi người nhớ là mình sẽ phủi sạch cái lớp bụi ý, bám ở trên bề mặt móng, và sau đó thì mình sẽ tiến hành sơn treo như bình thường nhé. Làm móng úp thì quan trọng nhất là mình sẽ chà nhám cái bề mặt móng tốt, dán keo được khít này và giũa được ôm form, thì như vậy là mình đã có một bộ móng úp vừa đẹp và vừa bền rồi nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nha. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với Neo nhé. Nếu như mọi người yêu thích video này thì mọi người cũng đừng quên là bấm like ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người sẽ thực hành cái bài úp móng này thành công nhé. Hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye bye!